quán ở Huế đã chuẩn bị các thành viên trong gia đình tôi có bố mẹ tôi, anh trai tôi và tôi. Sở thích của tôi là xem bóng đá. Tôi biết chuột và tôi sấm cam. Tôi thích học môn chuột ạ. Giả sách. Sống thôn nào em? Em sống thôn Quế. Ừ, gia đình em? Gia đình em có 5 người, bố mẹ và 2 chị và em. Ừ. Sở thích của em là đá bóng. Em ghét nhân vật sợ ma. Rồi.
bố, mẹ, cô gái và em bé, anh và em. Sở thích của em là em thích chơi nhảy dây. Em ghét nhất là sinh nhật của em ngày nào? Tên em là gì? Bạn là các bạn nói to hơn cả bạn đây rồi anh Kiệt ơi. Em thôn nào? Gia đình em. Thôn nào? Gia đình em, bao nhiêu người? Gia đình em có 4 người, bố mẹ em, anh trai của em và em. Sở thích? Gia đình em. Gia đình em gồm có 5 người. Bố mẹ em, bà em và em gái của em. À, em có bà nội. Vâng. Nguyễn Thành An về à? Rồi. Sinh của em ngày bao nhiêu? Em không nhớ ạ, nhớ thôi. Em sống thôn nào? Hà Nội. Rồi. Gia đình em. Ông, bà và em. Rồi. Thích, nhau thích gì? Sợ nhất gì? Thích, sợ gì? Sợ rắn. Em sợ rắn, rồi em ngồi xuống. Thôn nào em? Gia đình em. Hết chưa?
Hết rồi ngồi xuống. Hết rồi ngồi xuống. Bạn tiếp theo. Em thôn nào em? Em thôn nào? Em thôn Quỳnh Phong. Mày sẽ nghe con người ở thôn Trung Tàu. Em có 5 người, bố, mẹ, anh chị, em. Rồi. Em là thôn nào? Em ở thôn Gia Tường, Bình Quế. À, thôn Thượng Thừa rồi. Gia Tường, Bình Quế. Sở thích? Thôn Bình Quế. Em chẳng thích cái gì. À, sợ. Em thích bẩn. À. Em thích học môn mỹ thuật và môn toán. À, rồi, theo em một chút. Em thầy, em tên là Cô Thanh Nghiêu Bình Quân. Sinh ngày 17 tháng 10 năm 11. Em ở thôn Gia Tường. Gia đình em có 7 người, có ông bà em, có bố mẹ em và hai em của em. Em đi xem em đi. Em chả có ghét gì mà em ngồi xuống. Dám em. Em sẽ là Linh Việt Tám. Năm trên Năm tám Năm trong thôn nào em? Tôi sinh ra xã Trường Hoa tỉnh Bình. Gia đình em? Em không sợ gì, em không biết gì. Em không biết gì. Gia đình em? 6 người. Em trai, bố mẹ, bà. Em được hỏi em tên là Nguyễn Thị Nga. Em năm 1920 người. Nhà em có 5 người. Ba mẹ em, ông bà và em. Ừ. Bạn sinh ở miền Nam à? Bạn sinh trong miền Nam à? Thấy gọi ba mẹ thì áo tưởng là em sinh trong miền Nam. Ngồi xuống. Bạn tiếp. Em
sinh ngày 4/3/2001. Các em ở thôn Sống Cao, gia đình em gồm có 5 người, là bố, mẹ, chị và một em và em. Em thích chơi đá bóng, ghét những người co mồm và hay đánh nhau. Rồi, sáng nay một chút.